Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Vòng dây đang siết lại liệu thủ chính có thoát Blog gió bớt trên trang AFA ngày 16 tháng 5 có bài bình luận chống tham nhũng nhân văn tình lý liệu Phạm Minh Chính có thoát khỏi vòng vây theo tác giả năm 2022 tổng trọng bất ngờ đưa ra khái niệm chống tham nhũng nhân văn tình lý kết quả là quốc hội và trung ương đảng hợp bất thường hai lần để truất phế hai phó thủ tướng và chủ tịch nước, hình ảnh bài trên AFA. Tháng 5 này, trước kỳ họp ban chấp hành trung ương giữa nhiệm kỳ và kỳ họp quốc hội lần thứ 7, tổng trọng lại hai lần nhắc đến khái niệm chống tham nhũng nhân văn tình lý. Nhiều chỉ dấu cho thấy tầm ngắm nhân văn lần này đang hướng vào Phạm Minh Chính. Tác giả đặt câu hỏi, xử lý tham nhũng nghiêm nhưng nhân văn, nhân ái, có tình, có lý là xử như thế nào? ai sẽ là người được xử nhân văn khi dư luận cả nước đang phẫn uất với bản án 5 năm tù cho cô giáo Lê Thị Dung về tội chi sai nguyên tắc 45 triệu đồng trong 5 năm. Ngày 13 tháng 5, mượn diễn đàn cuộc họp tiếp xúc cử tri Hà Nội, tổng trọng đã đầy nghiến sầu cây những kẻ tham nhũng nào đó, đã cao cơ chạy làng mất biệt và có những kẻ liên quan, rồi đe nẹt, trốn cũng không được đâu. Ấy vậy rồi tổng trọng xuống giọng, hé ra tiền lệ, nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất xin thôi. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu cứ phải cốt xử nặng. Tức là tác giả phân tích, bên cạnh những can phạm bị đưa ra tòa, sẽ có những can phạm được xử theo tình, theo giá trị nhân văn. Thật ra xử dân theo luật, xử cán bộ theo tình không phải mới, mà đã là bản chất của nhà sản. Có điều, nó mới được công khai năm 2022 như là sản phẩm sáng tạo của cái lò tổng trọng, tuyên bố nóng hổi dồn dập về công cuộc đốt lò nghiêm khắc mà nhân văn tình lý của tổng trọng và ban bệ chống tham nhũng của đảng không chỉ bộc phát nhất thời mà đã được chuẩn bị từ trước bằng nhiều bước đi tuần tự như một thế trận cờ vây dồn đối thủ không cho nó thoát, hình ảnh vòng vây đang siết lại. Từ năm 2022, đại tá Đinh Văn Nơi được điều từ An Giang ra làm giám đốc công an Quảng Ninh vùng đất phát tích của Phạm Minh Chính, nhiều vụ án tham nhũng quan chức tay chân em út của Phạm Minh Chính, từ chủ tịch thành phố Hạ Long, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố bắt giam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC bị bản án đang bỏ trốn trong vụ vi phạm chế độ đấu thầu bệnh viện Đồng Nai tiếp tục bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty AIC và bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Bà Nhàn và AIC đã phát triển mạnh và trúng thầu nhiều công trình quan trọng trong thời gian ông chính là bí thư Quảng Ninh. Vụ án bà Nhàn và các quan chức Quảng Ninh là đòn bức dây động rừng, đào đất dưới chân thủ tướng. Bỏ phiếu tín nhiệm là chiêu thức được tổng trọng ấp mưu, chuẩn bị từ nhiều năm trước để hạ bệ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2012 và đã từng bị phản đòn đầu điến đến mức tổng trọng phải ngẹn ngào rơi nước mắt. Tác giả nhận định trận địa trút phế chức vụ thủ tướng còn chuẩn bị sẵn phiên xử thứ hai, đó là kỳ họp quốc hội thứ bảy. Kỳ quốc hội tới sẽ tiến hành họp theo hai đợt. Đợt 1 kéo dài 17 ngày, từ 22 tháng 5 đến 10 tháng 6. Đợt 2 diễn ra trong 5 ngày, từ 19 tháng 6 đến 23 tháng 6. Chương trình nghị sự dự kiến ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ năm quốc hội sẽ họp riêng để quyết định công tác nhân sự rõ ràng hơn nữa đến mức sổ sàng. Dậu chưa đổ mà bìm đã leo. Nhà nước Cộng sản vốn rất hệnh hạn tô vẽ hình ảnh của lãnh tụ. Sự có mặt, vị trí đứng trong hình ảnh trên báo chí qua các sự kiện quan trọng là sự thể hiện vai trò quyền lực được tuyên giáo kiểm soát nghiêm ngặt. Trong hội nghị giữa nhiệm kỳ, Phạm Minh Chính vẫn được giao cho đọc một báo cáo. Nhưng trên trang tin, thông tấn xã Việt Nam và các tờ báo khác không có hình ảnh cận cảnh của Phạm Minh Chính. Trong khi đó, hầu hết các báo đăng lông trọng hình tam trụ. Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Thậm chí có một báo còn đăng cả hình ảnh tam trụ cộng một, đó là Nguyễn Văn Nên, như một dự báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê, với bản tin Vòng vây đang siết lại, liệu thủ chính có thoát? Niềm hy vọng gửi gắm vào con đường vòng của VinFast Ngày 13 tháng 5, trang tiếng dân có bài VinFast và niềm hy vọng bạc tỷ của tác giả Nhã Duy. Theo tác giả, cùng một bản tin về vụ VinFast sát nhập với hãng Flexbait Acquisition Co, truyền thông nước ngoài và trong nước đưa tin xem ra có sự khác nhau. Hình ảnh bài trên trang tiếng dân. Tác giả dẫn tin từ tờ tuổi trẻ viết, công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD, giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD sau khi xác nhập. Chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu USD tiền mặt tính khác. Trong bài báo có tựa VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ với định giá 23 tỷ USD vào ngày 12 tháng 5. Và tác giả nhận xét Tựa bài cũng tìm cách viết khẳng định như vậy, sẽ làm người đọc hiểu đây là một dữ liệu thực tế và vụ sát nhập này sẽ tạo ra một công ty VinFast có giá trị 27 tỷ đô la tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thực tế, tác giả cho biết tuổi trẻ đưa tin tương tự các bản tin nước ngoài như Reuters, WSJ, Bloomberg, chỉ thiếu mỗi một câu rất quan trọng theo sau là VinFast và Blackspace đã thông báo trong báo cáo chung như báo chí nước ngoài, tức là họ chỉ dẫn lại lời tuyên bố của VinFast. Trang mạng chuyên về đầu tư Investopedia rõ ràng và chính xác hơn khi viết rằng công ty tức VinFast hy vọng sẽ gọi được vốn chủ sở hữu là 23 tỷ đô la và mở rộng sự hiện diện của nó tại thị trường Hoa Kỳ. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast tác giả cho biết thêm để tránh bị cổ đông kiện hay bị cáo buộc là mang khai khi hoạt động tại thị trường chứng khoán hoa kỳ bên dưới các bản báo cáo của mình hay trong các hồ sơ nộp cho ủy ban giao dịch chứng khoán hoa kỳ sec một số hãng còn phải để thêm bên dưới rằng đây là những báo cáo mang tính dự báo tương lai các thông báo kiểu này thường sử dụng các từ ngữ như hy vọng tin là mong đợi dự đoán nhắm đến có ý định có thể do tương lai không chắc chắn và có nhiều rủi ro. Thay vì để tình trạng và dữ liệu thực tế, Vinfast cũng thận trọng như vậy dưới các thông báo của mình. Theo tác giả Flexbait, là một công ty bình phong của Hồng Kông, loại SBAc mở ra để sáp nhập hay mua lại hãng khác trong giấy tờ Vinfast nộp cho SEC, việc sáp nhập này giao kèo giữa Flexbait với một công ty khác vừa được mở ra một đôi tuần trước tại. Karen Cayman Novo Tech Limited, dù VinFast cũng có tên trong đơn xin xác nhập này. Và nói thêm rằng các công ty bình phong thường chọn đảo quốc Cayman Island hay một số đảo quốc nhỏ khác vì chính sách thuế tại những nơi này dễ dàng. Các loại công ty trách nhiệm hữu hạn thì các thành viên không bị liên đới trách nhiệm một khi phá sản hay gặp rắc rối với pháp luật. Hình ảnh hồ sơ xác nhập của VinFast gửi SEC có tên ba đối tác. Cũng theo tác giả, giá cổ phiếu của Blackspace là 10.36 đô la và tổng trị giá thị trường là 218 triệu đô la vào cuối ngày sát nhập. Con số 23 tỷ đô la vốn sở hữu hay 27 tỷ đô la về giá trị doanh nghiệp là một số liệu cho thấy VinFast rất đổi lạc quan về tương lai bởi giá trị doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị thị trường và giá trị thị trường hiện nay của Blackbait chỉ là hơn 200 triệu đô la cho dù vốn chủ sở hữu của VinFast có là bao nhiêu. Tác giả nhắc lại đây là những số liệu tuyên bố mang tính chất hy vọng, mong đợi hay dự đoán. VinFast và người ủng hộ có quyền hy vọng. Còn người tiêu thụ và đầu tư thì vốn thận trọng hơn. Tuy nhiên, ít ra thì VinFast cũng đã điều chỉnh lại so với giá trị 60 tỷ đô la nhắm đến trước đây, mà không ít cơ quan truyền thông trong nước đã đưa tin như một giá trị khẳng định. Có thể thấy sự sát nhập cùng Blackspace là một phương án hai hay nói nôm na là con đường vòng của VinFast so với kế hoạch đưa ra cổ phiếu IPO thông thường ban đầu của hãng này. Tác giả kết luận với Việt Nam đường vòng lại là đường ngắn nhất trong rất nhiều trường hợp. Liệu đường vòng mà Vinfast đang áp dụng tại Mỹ có thành công hay không lại là một thách đố lớn lao cho hãng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Đ với bản tin niềm hy vọng gửi gắm vào con đường vòng của Vinfast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm D